nữ tài xế ô tô quay đầu đi ngược chiều trên cao tốc vành đai 3 bị xử phạt. Tạm giữ hình sự nam thanh niên say xỉn quật ngã cảnh sát. Bắt đối tượng dùng hung khí tấn công người để cướp xe máy tại cây xăng. Khởi tố đối tượng 5 tiền án dùng hung khí khống chế làm bậy với nữ sinh. 6 trường đại học công bố điểm sàn bằng điểm thi tốt nghiệp lấy từ 15 điểm. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube báo Lao động. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật trong những giờ qua. Quý vị quan tâm xin đừng rời màn hình. Thưa quý vị, vừa qua trên các trang mạng xã hội, lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một ô tô con đi ngược chiều trên cao tốc Vành Đai Ba, đoạn gần nút giao khuất duy tiến Nguyễn Trãi. Sau khi hình ảnh trên được đăng tải, nhiều tài xế đã bày tỏ bức xúc với hành vi nguy hiểm trên của nữ quái xế liều mình này. Thông tin từ Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 7, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, Sáng ngày 12 tháng 7, đơn vị đã lập biên bản xử phạt hành chính với tài xế điều khiển ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Vành Đai 3. Theo đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 11 tháng 7, chị NTCV là người điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 30K077XX đi ngược chiều trên cao tốc Vành Đai 3, đoạn gần nút sao khuất duy tiến Nguyễn Trãi, đã đến trụ sở đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 để làm việc. Tại cơ quan chức năng, chị V cho biết Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 10 tháng 7, chị mượn ô tô của anh trai là NQH để đi công việc cá nhân. Đến 6 giờ 15 phút cùng ngày, khi đang trên cao tốc Vành Đai Ba, hướng từ Phạm Hùng về Khuất Duy Tiến, chị V muốn điều khiển xe xuống nút giao Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trái, nhưng vì không quen đường nên đã đi quá. Khi đi được 100 mét, chị V đã quay đầu xe đi ngược chiều để xuống nút giao trên. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 7 đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với chị V về hành vi vi phạm điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc. Với hành vi trên, chị V sẽ bị xử phạt từ 16 đến 18 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 5 đến 7 tháng, đồng thời tạm giữ phương tiện đến 7 ngày. Thời gian qua, tình trạng các quái xế chống người thi hành công vụ ngày càng liều lĩnh và táo tợn. Nhiều đối tượng khi bị cảnh sát giao thông kiểm tra lại có hành vi lăng mạ, xúc phạm, thậm chí là tấn công lực lượng chức năng. Mới đây nhất tại Đắk Nông, một đối tượng say xỉn đã có hành vi quật ngã cảnh sát giao thông. Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 20 giờ 50 phút ngày 10 tháng 7, Tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự, Công an huyện Đắk Rơ Lấp thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực ngã ba thị trấn Kiến Đức. Phát hiện Trần Văn Việt cùng hai người khác đi trên hai xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm. Quá trình kiểm tra, Việt không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô và giấy phép lái xe. Sau đó tổ tuần tra đã lập biên bản tạm giữ phương tiện. Lúc này Việt không hợp tác, có dấu hiệu say xỉn và có các hành vi chống đối như chửi bới, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ. Việt trèo lên xe ô tô của tổ công tác nhằm kéo xe của mình xuống đường. Đối tượng còn dùng tay xô đẩy, ôm cổ quật ngã một cán bộ cảnh sát giao thông. Sau đó tổ công tác đã nhanh chóng phối hợp với một số người dân có mặt tại hiện trường khống chế, đưa Việt về trụ sở công an huyện làm việc. Qua kiểm tra nồng độ cồn đội cảnh sát giao thông công an huyện Đắk Rô xác định Việt có mức độ vi phạm 0,635mg trên 1 lít khí thở. Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, công an huyện Đắk Rô đã ban hành quyết định tạm giữ hình sự Trần Văn Việt để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Mới đây tại Bình Thuận đã xảy ra một vụ cướp tại cây xăng vô cùng táo tợn. Theo đó, một nam thanh niên chở theo cháu đi xe máy đến cây xăng, thì bất ngờ bị hai thanh niên đi xe máy đến và dùng hung khí tấn công hoảng sợ hai chú cháu bỏ chạy, để lại xe máy thì bị hai đối tượng cướp xe máy tẩu thoát. Tối ngày 11 tháng 7, theo thông tin từ cơ quan công an cho biết, đã bắt được một đối tượng trong vụ dùng hung khí tấn công và cướp xe máy tẩu thoát tại cây xăng trên địa bàn thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Đối tượng bị bắt là Nguyễn Xuân Vương, sinh năm 1995, trú tại thôn Kim Ngọc, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Trước đó vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 10 tháng 7, anh TMQ, sinh năm 1999, điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 86F72186, chở theo chó ruột tấp vào cây xăng trên đường Trường Trinh, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết để đổ xăng. Bất ngờ, hai nam thanh niên điều khiển xe máy đến. Người ngồi sau dùng hung khí tấn công anh Quy và người cháu. Sợ bị tấn công nên anh Quy cùng cháu bỏ chạy và để lại xe máy. Lập tức, hai đối tượng trên lấy xe máy của anh Quy tàu thoát. Đến chiều ngày 11 tháng 7, nạn nhân mới đến công an phường Xuân An trình báo vụ việc. Nhận được tin báo, công an thành phố Phan Thiết đã truy xét bắt giữ được một đối tượng là Nguyễn Xuân Vương cùng hung khí và thu hồi tăng vật là xe máy mang biển kiểm soát 86 F7 2186. Hiện công an thành phố Phan Thiết đang tiếp tục truy xét đối tượng còn lại. Thời gian qua, dư luận không khỏi xôn xao trước sự việc chồng cũ ra tay côn đồ với vợ tại Hòa Bình chỉ vì thấy vợ cũ về nhà mình mà không đi cùng con gái. Theo thông tin mới nhất, ngày 11 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Bùi Văn Hà, sinh năm 1977, trú tại xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy về tội giết người. Theo hồ sơ vụ án, Bùi Văn Hà và chị N.T.U. là vợ chồng nhưng đã ly hôn vào năm 2021. Quá trình chung sống, hai người có hai con chung. Khi giải quyết ly hôn, tòa giao mỗi người nuôi một con, Đầu tháng 6 năm 2022, chị Ư đón con gái đang ở với bố về chơi với mình ở huyện Mỹ Đức Hà Nội. Khoảng 14 giờ ngày 12 tháng 6 năm 2022, thấy chị Ư đi đường, Bùi Văn Hà chặn xe, hỏi chị có đưa con gái về không. Sau đó Hà đuổi đánh chị Ư và tấn công khiến nạn nhân chảy nhiều máu, nằm bất động. Nghĩ vợ cũ đã tử vong nên Hà đã có ý định tự kết thúc cuộc đời nhưng không thành. Chị Ư được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng thương tích 44% sức khỏe. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Hà 10 năm tù về tội giết người. Liên quan tới việc nữ sinh lớp 11 bị một đối tượng sử dụng hung khí đe dọa, khống chế, rời trò đồi bại vào cuối tháng 6. Mới đây, Công an huyện Thanh Biện, Hải Dương cho biết, qua xác minh điều tra đối tượng đã có 5 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vừa mãn hạn tù trở về địa phương cuối năm 2022, hiện không có nghề nghiệp ổn định. Sáng ngày 30 tháng 6, nạn nhân là em TM có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Ninh Giang, đi nộp hồ sơ xin làm lao động thời vụ tại công ty trách nhiệm hữu hạn GU, trụ sở tại xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện. Do hồ sơ chưa hoàn thiện, M không được nhận vào làm việc nên ra cổng công ty ngồi chờ người thân đến đón. Thấy M ngồi chờ đã lâu, một công nhân khuyên M nên xin đi nhờ xe những người công nhân khác. Khi đó một nam thanh niên đang ngồi uống nước gần đó đã nhận lời chở cháu mờ về nhà. Tuy nhiên thay vì đưa mờ về nhà, đối tượng này đã chở thẳng mờ về nhà trọ của mình ở thôn Tiêu Sơn, xã Thanh Giang, dùng dao đe dọa khống chế và làm bậy với cháu. Sau khi giờ cho đối bại, đến khoảng 17 giờ cùng ngày, đối tượng này nhờ người đưa mờ quay lại cổng công ty GU. Lúc này gia đình mờ đang đi tìm con và gặp mờ ở khu vực cổng công ty GU trong tình trạng hoảng loạn, Nghe con kể lại việc bị một nam thanh niên không quen biết rời cho đồi bại, gia đình cháu mờ đã đến công an xã Thanh Giang trình báo sự việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thanh Miện đã phối hợp với công an xã Thanh Giang, khẩn trương tập trung xác minh làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Đình Trung. Tên gọi khác là Nguyễn Đình Trung, sinh năm 1989, trú tại thôn Phù Tài 2, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, Hải Dương. Tại cơ quan công an, Trung đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Miện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Đình Trung để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Xin được chuyển sang các thông tin khác. Ngày 12 tháng 7, Bộ Công Thương công bố kết luận thanh tra việc thực hiện quy định về quản lý và điều hành cung cấp điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và đơn vị liên quan. Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành kết luận 4463 KLBCT về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và điều hành cung cấp điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và các đơn vị có liên quan đến cung cấp điện. Bộ Công Thương cũng vừa có văn bản hỏa tốc thông báo về việc công bố kết quả này. Theo đó, sự kiện diễn ra vào sáng ngày 12 tháng 7 tại trụ sở Bộ Công Thương. Thành phần tham dự gồm đoàn thanh tra theo quyết định số 1377 QĐ-BCT và quyết định số 1427 QĐ-BCT tổ giám sát theo quyết định số 1378 quy đề BCT, tổ thẩm định theo quyết định số 1680 quy đề BCT. Đối với EVN, gồm ban lãnh đạo EVN, đại diện đảng ủy, đoàn thanh niên, công đoàn EVN, các ban tham mưu, lãnh đạo các đơn vị thành viên, trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia, tổng công ty truyền tài điện quốc gia, các tổng công ty điện lực, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, điện lực các miền Bắc Trung Nam, các tổng công ty phát điện 1, 2, 3, Ngoài ra còn có lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Điện lực Dầu khí, Tổng công ty Điện lực TKV, Tổng công ty Đông Bắc. Đoàn thanh tra đã làm việc 30 ngày liên tục và kết thúc vào ngày mùng 10 tháng 7. Nhấn mạnh năng lượng nói chung, điện nói riêng không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề liên quan đến an ninh, an toàn quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Vì vậy ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho rằng để xảy ra tình trạng thiếu điện dù bất kỳ lý do gì cũng cần chỉ rõ nguyên nhân tìm giải pháp khắc phục xử lý thỏa đáng kịp thời ông diên cho biết việc lập đoàn thanh tra chuyên ngành về quản lý và cung ứng điện của evn từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 1 tháng 6 năm 2023 là thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 517 ngày 6 tháng 6 năm 2023 để tìm đúng nguyên nhân và giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Ông Nguyễn Hồng Diên cũng yêu cầu đoàn thanh tra làm việc công tâm, khách quan, dựa trên quy định của pháp luật và quy định chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, cơ quan chức năng, tình hình và kết quả thực hiện của EVN. Theo đó cần làm rõ việc cung ứng, chủ động nhiên liệu cho các nhà máy điện, vận hành hệ thống điện, huy động các nguồn điện về mặt kỹ thuật, tính công bằng vấn đề truyền tải điện, thực hiện huy động các nguồn năng lượng tái tạo chuyển tiếp. Xin được chuyển sang những tin tức về tình hình giáo dục. Tính đến ngày 11 tháng 7 trên cả nước đã có 6 trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Theo đó, mức điểm sàn năm nay dao động từ 15 đến 20 điểm. Trường Đại học Gia Định lấy điểm sàn từ 15 điểm với chương trình đại trà, từ 18 điểm đối với chương trình tài năng. Điểm sàn vào trường Đại học Công đoàn dao động từ 15 đến 18 điểm. Trong đó, ngành luật có điểm sàn cao nhất lấy từ 18 điểm. Các ngành quan hệ lao động, bảo hộ lao động Xã hội học lấy điểm sàn từ 16, nhiều ngành khác của trường lấy điểm sàn từ 15. Trường Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, điểm sàn cao nhất là 19 điểm ngành Kinh doanh quốc tế. Các ngành Luật quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Công nghệ truyền thông, Quan hệ quốc tế có mức điểm nhận hồ sơ là 18 điểm. Đây là các mức điểm tối thiểu thí sinh cần đạt để nộp hồ sơ xét tuyển vào trường. Trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, HUTECH có điểm sàn dao động từ 16 đến 19 điểm tùy từng ngành. Điểm sàn vào trường Đại học Hoa Sen năm nay dao động từ 15 đến 16 điểm. Học viện Hàng không Việt Nam cũng thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điểm sàn năm 2023 của các phương thức xét tuyển vào trường. Điểm sàn thấp nhất là 16 điểm với ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Cao nhất là ngành quản lý hoạt động bay có điểm sàn là 20 điểm. Riêng khối ngành đào tạo sức khỏe, giáo viên Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ngày 25 tháng 7 năm 2023. Từ đó các trường đào tạo ngành này đưa ra mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển điểm sàn. Như thường lệ của bản tin sẽ là những nội dung về dự báo thời tiết. Cơ quan khí tưởng cảnh báo khoảng ngày 15 đến 20 tháng 7 có khả năng xuất hiện các nhiễu động trên giải khộ tụ nhiệt đới và phát triển thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên biển Đông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo xu thế lượng mưa trong một tháng tới. Theo đó từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 10 tháng 8 năm 2023, tổng lượng mưa tại một số nơi thuộc vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 5 đến 15%. Các nơi khác có tổng lượng mưa cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, phổ biến từ 15 đến 30%. Riêng tại Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có tổng lượng mưa cao hơn từ 30 đến 60% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Về hiện tượng thời tiết nguy hiểm, cơ quan khí tượng cảnh báo, hiện tượng mưa rông kèm lốc xét, mưa đá vẫn xuất hiện thường xuyên, đặc biệt là Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trong khoảng ngày 18 đến 25 tháng 7. Trong nửa đầu tháng 7, nhiều nơi thuộc khu vực vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đã có mưa rất to, Độ ẩm đất tăng cao nên cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét trong những ngày dự báo có mưa thời gian tới ở khu vực nói trên. Ngoài ra, trong giai đoạn từ ngày 11 tháng 7 đến mùng 10 tháng 8, giải hội tụ nhiệt đới có xu thế hoạt động mạnh hơn và có thể gây thời tiết xấu, mưa rông, lốc xoáy, sóng lớn trên khu vực Biển Đông. Dự báo có khoảng 2 đến 3 cơn áp thấp nhiệt đới hoặc bão hoạt động trên Biển Đông trong giai đoạn từ nửa cuối tháng 7 và đầu tháng 8 trong đó, khoảng ngày 15 đến 20 tháng 7, có khả năng xuất hiện các nhiễu động trên giải hội tụ nhiệt đới và phát triển thành áp thấp nhiệt đới, bão trên Biển Đông. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới, có khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới, bão trên Biển Đông. Do vậy, đề phòng gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản của ngư dân. Đến đây, thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký kênh youtube Báo Lao Động để cập nhật những tin tức mới nhất. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!